Chào quý vị và các bạn, hôm nay nhà đất Hóc Môn Gia Tốt sẽ dẫn quý vị tham quan đường Nguyễn Hữu Cầu Hóc Môn quý vị nha. Mình bắt đầu vào đường Nguyễn Hữu Cầu từ điểm giao nhau giữa đường Nguyễn Hữu Cầu và đường Nguyễn Thủ quý vị nha. Bên tay phải mình là trường Trung học cơ sở Trung Mỹ Tây 1 quý vị nha. Đường Nguyễn Hữu Cầu của mình thì có cái chiều dài rất ngắn quý vị nha. Làm con đường rất ngắn thưa quý vị, khoảng tầm 600m thôi thưa quý vị. Cái điểm cuối của đường Nguyễn Hữu Cầu của mình là điểm giao nhau giữa đường Nguyễn Hữu Cầu và đường Tô Ký quý vị nhé. Nối dài bên kia là đường Bùi Văn Ngữ thưa quý vị. Giá trị bất động sản dọc cái tuyến đường Nguyễn Hữu Cầu này rất cao quý vị nhé. Khu vực này rất sầm uất nên là cái giá trị bất động sản cực kỳ cao luôn đấy. Từ 70 cho đến 80 triệu mét quý vị nhé. Khu này vực này là người dân người ta buôn bán những cái đồ ăn vặt cho học sinh sinh viên rất rất nhiều đúng quý vị. Bên tay phải mình một chút nữa là quý vị, bên tay phải mình một chút nữa đấy là trường phổ thông trung học Nguyễn Hữu Cầu, cửa sau quý vị nhá, cửa trước của nó đây bên này quý vị nhìn này, cửa sau này, còn cửa trước của nó là bên phía đường Tô Ký thưa quý vị. Đường Nguyễn Hữu Cầu rất rất ngắn nhưng mà rất rất khu vực này rất rất sầm uất quý vị nhá, thuộc xã Trung Chánh thưa quý vị. Quý vị nhìn xem hai bên đường là rất rất nhiều cửa hàng bán đồ ăn vặt rất nhiều quý vị nha. Thì thưa quý vị là cái đường này nó gần cái điểm cuối rồi đấy, tức là điểm giao nhau giữa đường Nguyễn Hữu Cầu và đường Tô Ký đấy. Thì Tuấn Hòa cũng chân thành cảm ơn quý vị đã dành cái thời gian quý báu để xem video Tuấn Hòa. Nếu quý vị có yêu thương Tuấn Hòa thì hãy đăng ký kênh của Tuấn Hòa để Tuấn Hòa có cái động lực tiếp tục làm video để chia sẻ với quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Thank you.